Rồi các bạn coi lại câu 1, câu 2, câu 3 đi. Cho qua câu 4 nha. Rồi câu 4 có một số bạn trả lời 4C, 4C. Rồi bạn trả lời C hết đúng không? Vậy thì mình trả lời nhá, trả lời sai không sao hết nhá. Trả lời sai khi mà thầy sửa thì các bạn sẽ nhớ lâu hơn nhá. Ráng chưa tương tác với thầy. Rồi có 3 đồng vị x 6 12, y là 7 14 và x là 6 14, vậy thì mình sẽ đây là z nhé. Mình sẽ chọn những nguyên tử nào mà có cùng số proton đó. Đó là đồng vị của nhau nhé. Hay nói cách khác là x là đồng vị của z. Không cần ghi chép nhá, mình cần hiểu cho thầy là được rồi. Tương tác với thầy hiểu cho thầy là được rồi. Rồi sang câu 5 đi. Câu 5 người ta hỏi nguyên tố kim loại đúng không? Vậy mình xem thử cho thầy. X, Y, Z xem thử coi số E lóc ngoài cùng. Nếu mà kim loại thì nó là 1, 2, 3 E lóc ngoài cùng nha. Còn nếu mà phi kim là 5 E, 6 E, 7 E, 8 E là khí hiếm nha. Vậy mình chọn là câu câu B đúng không? Y đúng rồi. Không sai vào đâu được. À đúng rồi. Đây này câu này. Cả y nhá, y thì mình có là hai electron ở lớp ngoài cùng ha, còn x thì có 6 electron, nó là phi kim đó, z là khí hiếm nha, đó là không đó. Rồi câu 6. Câu 6 thì mình phải biết tính ra ha. Hạt nơ trong thì bằng số khối trừ cho số proton nha. Số trên trừ số dưới á. Chữ nó hơi nhỏ một chút nên các bạn thấy được không? À, 6A đúng rồi. 19 trừ 9 bằng 10 đúng không? Còn nguyên tố kháng thì nó bằng là mười mấy 20 đó nha. Không hiểu thì hỏi thầy nhá. Rồi có 7. 7 này dễ này. Có 7 sao chưa bạn trả lời hả? Có 7 nguyên tố học là những nguyên tố mà nguyên tử mà có cùng số proton nhé, có cùng số p đó. Câu này dễ quá không thèm làm nữa hả? Giờ có 7, có 8. Làm có 8 nó như thành mấy câu lý thuyết này làm nhanh lên đi. Câu 8. S2 đúng không? PP6, D10 và F14 nha, mình chọn câu A nha, 8A đúng rồi. Bạn ráng tương tác với thầy nha, sai cũng được. Sai thì mình nhớ thôi. Đó, câu 9. Bạn đã ra câu 9 chưa? Để bài hỏi số hiệu nguyên tử nha, vậy thì để bài cho đặc điểm của cấu hình electron đúng không? Mình sẽ viết cấu hình electron ra. Chính các bạn tính là câu D này. Rồi kỳ đông à, Quỳnh Anh cũng tính là câu D này đúng rồi. Đây nhá, nguyên tố N N có 3 lớp electron, thầy viết ra nhá. Vậy N là 1 S2 2 S2 2 P6 3 S2 là có 2 E rồi, lớp ngoài cùng có 3 E và là 3 P 1 nhá, là 13 nhá. Câu 9D hả? Không kịp thì nói thầy hỏi thầy là thầy giảng lại nhá.
Nó có 10. 10. Nam Khô chọn câu C này. Z bằng 18 là argon, là khí hiếm nha. Hoặc mình có thể viết cấu hình electron ra xem thử coi số electron của lớp ngoài cùng là bao nhiêu nhá. Nhưng mà 8e lớp ngoài cùng đó là khí hiếm nhá. 1 2 3 là kim loại nhá, 5 6 7 là phi kim, thầy nhắc nhắc lại đó. Có sai nhá. Dạ có 11. Có 11. Một nguyên tử X có tổng electron ở phân lớp P là 11. Vậy thì mình sẽ ghi ra ha. Rồi các bạn đã biết thì mình đọc cấu hình electron cho thầy đi. Có 11 đó. Đọc cấu hình electron của X cho thầy. Ai biết không? Khôi được không? Khôi. Nguyên tử 1x 2 2 2 B6 3S2 là 11 Đó, ba mươi mấy? rồi. 2B6 B2 Ba mươi mấy? U3 B mấy nữa Ba mươi mấy để B6 có B6 ba mươi sáu hả? Ba mươi sáu là 12 mất tiêu rồi. ba bên năm À, ba mươi năm chứ. Ba mươi năm. Vậy thì để bài hỏi là nguyên tố học nào thì electron cuối cùng điền vào phân lớp P thì nó là nguyên tố P nhá. Đó đó. 11 là câu B. Mười hai. Mười hai kịp làm chưa? Mười hai câu D. Rồi thì sửa nhá. Tường Vi chọn câu D này. Rồi Thành Đạt cũng chọn câu D. Đúng rồi đó. Bạn nào phải đọc đề để mình làm nhá. Nguyên tố M thuộc chu kỳ 4. Vậy có 4 lớp electron ha. Số E hóa trị là 1. Vậy thì nó là 4S1 rồi. Câu D rồi. Dễ mà đúng không? Bây giờ thầy điểm danh nha, các bạn làm từ câu 14 đến câu 18 đi nhá, 19 đi. Đợi thầy điểm danh nhá.
Cả thời điểm nhanh nhá, các bạn cứ làm đi. Là thật đọc tên những bản vắng nha. Bản quốc báo. Bạn Quân nó nhớ pháp. phòng chờ thầy. Có vậy hả? Đợi xíu. Trời ơi. Quốc báo quốc khánh này. Quốc báo là số mấy? Số 3. Rồi báo với khánh mới vào đúng không? Dạ đúng rồi thầy. Rồi vậy thầy đọc lại những văn vắng nha. Tấn Phát. Ngô Tấn Phát. Ngọc Thúy. Khánh Ngọc. Phải không? Còn ba bạn nha. Tấn Phát, Ngọc Thúy và Khánh Ngọc nha. Mình còn 34. Tháng 3 là 31. Rồi mình coi lại nhé. Các bạn Quân làm được hết. Quân làm đến câu 19 rồi hả Quân? Nhanh nhỉ? Thầy sửa nhá. Mười bốn chọn câu C nhá. Các bạn theo dõi câu 14 cho thầy. Hai nguyên tố M và N có số hiệu nguyên tố 11 và 13, vậy cấu hình cái trong á, câu này viết cấu hình cái trong không có gì đâu nhá. Sắt 26 là 3D6 4S2 nhá, vậy thì Fe2 cộng còn là 3D6 thôi nhá. 15 là câu D. Hả? Rồi bạn Thành Đạt cũng đến câu 18 rồi. Bạn nào sai thì mình coi lại đi nhá. 16 x và y lần lượt có số hiệu nguyên tử là 15 và 19. Vậy thì x là phốt pho là phi kim nhá, y là kali là kim loại nhá. Hoặc mình có thể viết cấu hình cách trong ra. Đó. Tại vì thầy thuộc 20 nguyên tố đầu tiên cho nên thầy nhớ luôn 15 là phốt pho. 19 là kali nhá. Thầy cũng chỉ các bạn cách nhớ rồi, đọc có thần chú. Đọc lại vài lần mình sẽ nhớ 20 nguyên tố đầu tiên thôi nhé.
Các bạn nhớ được lên lớp 12 các bạn học rất là dễ. 17 ký hiệu thì mình có là số khối và số hiệu nguyên tử nha, 17A. Bạn nào sai câu nào thì mình sửa nữa nha, mình coi là cho kỹ nha. Mấy câu này không cần chép cho tập đâu nhá. Câu nào tính toán thì các bạn mới chép cho tập thôi. Hay câu nào khó quá hay cái chỗ nào các bạn cần lưu ý thì mình mới ghi chú lại cho tập thôi nhá. Từ nãy giờ là câu nào khó đâu đúng không? 18. Câu hình trong nào sau đây đúng? Câu nào thì ra? 18A đúng không? 19 là sai này, 3P chưa có đầy mà đi qua 4S là sai này, 3P7 sai này, 3P5 chưa đầy cũng qua 4S là sai này hả? Kịp không? Không kịp nói thầy nhá. Câu 19. Cấu hình nào sau đây là đúng? Ủa, thầy sẽ nói. 19. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt là 40. Tổng số hạt là 40. À, số hạt mang điện hơn tổng số hạt không mang điện là 12. Vậy thì mình nhắm cái này là cái gì ta? Nhắm được không? Câu hai mình làm theo cách đơn giản nhất đi. Mình sẽ lập hệ chương trình ra nhé. Đây, các bạn không nhầm được thì thôi. Tổng số hạt là có là gì ra? 2Z cộng cho N nhé. 40 và tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện. Vậy thì 2Z trừ N bằng 12. Tương đương ở đây là mình sẽ có là cái gì đây ta? Bạn tính được không? Z bằng 13 đúng không? N bằng 14 nhá. 13, 14 vậy thì số khối sẽ là 27 nha, cộng lại là 27 nhá. 19A. Rồi. Bạn Quỳnh Anh tính được này. Quân đúng không? Quân đúng 19A này. Rồi coi lại mấy câu này đi. Coi là không hiểu thì hỏi thầy ngay. Được rồi đúng không? Còn 4 câu nữa thôi, xong chưa một rồi. Rồi làm luôn nha. Làm thầy đợi các bạn 4 phút đi nhá. Sau đây thầy sửa. Tôi sửa gấp của các bạn lại không kịp làm. Làm 5 câu nhá. 20, 21, 22, 23, 24. Đây. Mình cứ làm hết cho mình nhắn một lần nhé. Các bạn nhắn là một số bạn lại không có làm được nữa. Các bạn khá bị phân tâm nhé. Mình làm hết đi. Là tí em thầy hỏi thì các bạn sẽ trả lời cho thầy 5 câu này nhé. Phải có ai đúng nhiều nhất. Bạn đang coi hỏi thầy đề thi là mấy câu trắc nghiệm tùy vào trường nhé. Trường của thầy là 40 câu trắc nghiệm. Làm trong vòng 50 phút. Để tính ra mấy câu là 0,25. Còn trường các bạn năm ngoái là thì thấy bạn trường Tân Bình á. Tân Bình là có 20 câu trắc nghiệm mà. Giờ có phần tự luận đó. 73 hay 46 thì thầy quên rồi. Năm ngoái thôi. Còn Trần Phú hình như tự luận không à. 73 Bạn đang vì trường nhá, năm nay học online thì có thể là sẽ không có tự luận. Các bạn ôn thì các bạn biết chứ đúng không, tự luận hay trắc nghiệm thì mình cũng làm được mà đúng không.
À. Tự luận mình làm nhiều rồi, giờ làm trách nhiệm đi. Em muốn thì tuần sau thì thầy sẽ ôn cho các bạn tự luận. Thầy tiến thầy cho các bạn làm IOTA tiếp nha, nhưng mà đề kỳ này dễ hơn. Đề tuần trước thầy cho các bạn hơi khó rồi. Năm nay online thì thầy cô trên trường các bạn cũng không có cho khó lắm đâu. Không có cho mấy cái câu vận dụng cao đâu nhé. Mình học online mà. Online khó khăn như vậy thầy cô không có đánh đố gì các bạn đâu. Đó làm nha thầy sửa. Rồi, thầy sửa được chưa? Thêm 2 phút nữa nha. Các bạn Xuân Diệu kịp làm thôi hả? Bạn Xuân Diệu coi lại cho thầy câu 20 đi nhé. Bạn Minh Tùng nhắn một lần thôi. Rồi các bạn đọc cái đề của cậu bạn Minh Tùng gửi thầy này, hỏi thầy đó nha. Câu này ta nói là dặn, ta nói là toán đúng mình đếm thôi, mình viết ra thôi. Giờ thầy sửa cho 4 câu, thầy sẽ giải đáp các bạn cái câu của bạn Minh Tùng nha. Câu 20. 20 chọn câu B nhé, mấy bạn làm sai rồi. Sai đây. Làm sao mà được làm sao 20A 20 câu B. Vậy ở đây này, mình cũng lập hệ phương trình ra nhá. Tổng số hạt là 2Z cộng N bằng 34.
Số hạt mang điện gấp 1,83833 lần số hạt không mang điện về 2Z sẽ bằng 1,833N nhé. Rồi giải ra thôi. Z bằng 11, N bằng 12. À, về chọn là X 1,123. Kịp thì hỏi thầy nha. Cứ thầy đi qua đâu đó. Không nói gì thì thầy đi đâu đó. Câu 21. Nguyên tử X có tổng số hạt là 52, số khối là 35. Vậy tổng số hạt mà trừ đi số khối ra là cái gì ta? Là gì ai biết không? Ra được số hiệu nguyên tử đúng không? Lấy 52 trừ cho 35 á. Ra được 17 luôn nhá. 21 chọn câu A luôn cho dễ nhá. Câu 22. Bạn nào nhớ luôn thì mình khỏi cần tính. Brom có hai đồng vị là 79 với 81. Mình có thể tính ra nhá. Mình gọi A2 là phần là đồng vị thứ hai của Brom đó. Rồi ghi công thức ra. Là bình thường đâu có gì khó đâu. Nguyên tử khối trung bình là 14, sắp xỉ 14 nha. Tính được không? A trung bình này. 14 nhân cho 99,63 cộng cho 15 nhân cho 0,37 ha. Chia cho 100. Là xấp xỉ bằng 14 nhá. Thế là xong thôi. Câu 24. 7327 nha. Mình gọi A với là 100 trừ A. Vậy ở đây mình có là gì vậy ta? A trung bình này bằng của đồng này 63 nhân cho A cộng cho 65 nhân cho 100 trừ A chia cho 100 bằng 63,54. Rồi công thức không? Rồi. Các bạn nào đúng hết không? Quỳnh Anh có đúng hết không Quỳnh Anh? Dạ đúng rồi. Hả? Dạ đúng. Ủa sao nói nhỏ vậy ta? Hay do cái loa của thầy. Đợi thầy xíu mà thầy tăng cái loa lên coi. Rồi hết cỡ rồi. Rồi, mình Quỳnh Anh là đúng 5 câu luôn này. Trường các bạn là thi tự luận, là thi trắc nghiệm đúng không? Thầy nghĩ là học online thì sẽ phải thi bài thi trắc nghiệm, nếu mà còn quay lại trường á thì chưa chắc nha. Rồi. Rồi, trường bạn Đăng Khôi là thi trắc nghiệm hả? Đăng Khôi học Tân Bình hả? Dạ, con học Nguyễn Du, quận 10 này. Nguyễn Du, quận 10. Nguyễn Du trách nhiệm. Có ai học Trần Phú không? Trách nhiệm hay là tự luận? Thầy cũng quên hỏi nhé. Trách nhiệm 73. Rồi. Xuân Diệu học Trần Phú hả? Tân Bình. Ở mấy trường khác sao? 73. 73 thì mình ôn cứ ôn trắc nghiệm ấy nha. Giờ tuần sau thì thầy sẽ ôn tự luận. Trắc nghiệm hết Tân Bình rồi. Trần Quang Khải, Nguyễn Hữu Cảnh. Có ai học mấy trường này không? Thấy đa phần là trắc nghiệm ấy nha. Cứ ôn trắc nghiệm đi nhá. Giờ tí thầy cho làm Ajota nữa cho các bạn rèn lại các bạn khả năng tính toán. Khả năng đọc đề cho nó nhanh nhé. Cứ làm đi. Rồi về xong chương 1 nhé. Có cần coi lại hay là đi qua luôn nhé. Đi qua chương 2 đi.
Chưa hai mình lấy nháo cho mình làm cái tập cho mình làm cho thầy đi. Không cần chép đề đâu nha. Để máy tính nữa, lấy tập ra đi nữa. Giờ làm đi. Làm 5 câu chứ đi, hiểu thầy sửa. Cứ 5 câu thầy sửa nhé. Làm đi nha. Nhớ thầy sửa được chưa? Được nha.
Thế đi nhanh một số câu này nhé. Z ông 18 là chu kỳ 3 nhóm 8A nhé. Câu hình anh trong của nó là 3S2, 3B6 đó. Rồi câu 2. Anh em x3 trừ có câu hình là 3S2, 3P6. Vậy thì x của nó, x sẽ là 3S2, 3P3 nhé. Vậy là chu kỳ 3 nhóm 5A nhé. Ô thứ 15. Câu 3. X2 cộng là 1S2, 2S2, 2P6. Vậy suy ra x, x sẽ là 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 nhé. Có 2E ở góc này cùng nhé. Và nó thuộc chu kỳ 3 nhóm 2A. Câu 4. Nguyên tử của nguyên tố A có 5E ở phần lớp P. 5E phần lớp P. Vậy thầy viết câu hình trong đây nhé. 1S2, 2S2, 2P, 2P5 đúng không? Vậy thì A thuộc chu kỳ 2 nhé. Vì có 2 phần lớp. Câu 5. Cấu hình electron hóa trị là 3D10 4S1. Vậy thì người ta hỏi vị trí. Chu kỳ là chu kỳ 4 ha, tại vì có 4 lớp, nhóm nhóm 1, nhóm 1B nhá. Rồi xem lại 5 câu này đi. Vài đúng hết không? Xuân Diệu đúng hết không? 1B, 2A, 3A, 4B và 5A. Xuân Diệu đúng này. Đăng Khôi đúng 2 câu thôi. Dạ, đi tiếp nha. Và không kịp không? Đang có 6, đang có 14 này. À, bạn Đạt hỏi câu 5 hả? Câu 5 tại vì nó có phân lớp D nhé. Có phân lớp D ở trong cho nên nó thuộc nhóm B nhé. Hiểu không đây? Được không Đạt? Đây làm cái câu 6 đi. À đúng rồi. Có phần lớp D ở trong đó nha. Ví dụ như là 3D6 4S2 đi. Thì nó có phải là của sắt không? Sắt là nhóm 8B đó nhá. Coi lại nha, coi lại cách tính electron hóa trị, cách tính số cách xác định nhóm nha. Rồi sửa từng câu cũng được nha. Sửa từng câu này ha, câu 6. Câu 6 cho bạn Toàn Hoàn thì nhóm A là có. Câu 6 bạn đã trả lời rồi. Trả lời từng câu đi. 6C đúng rồi. Nguyên tố S và nguyên tố P cùng nhóm A nhá. Câu 7. Các nguyên tố học trong cùng một nhóm A có đặc điểm nào chung về cấu hình ở trong nguyên tử thuộc cùng một nhóm A? Thuộc cùng nhóm A nhá.
Có bạn Tùng trả lời thôi hả? Còn các bạn khác đâu rồi? Hân Nhi đâu rồi? Nhi đâu rồi? Rồi Châm Chanh đâu? Trả lời hả? Rồi Đạt đâu? Như đâu? Bảy A nhá. Tôi e lắm ngoài cùng nhá. Có vài bạn trả lời à? Câu 8. Trong chu kỳ đi từ trái qua phải, chiều theo chiều tăng của điện tích hạt nhân thì tính kim loại và tính vi kim. Câu 8 câu nào đây? Rồi bạn Đông chọn câu B đúng rồi. Tính kim loại giảm nha, tính vi kim nó sẽ tăng nha. Bán kính giảm nha. Độ ấm điện tăng nha. Không coi lại mấy cái chỗ đó cho thầy nhé. Câu 9. Trong một chu kỳ thầy vừa nói xong đúng không, bán kính nó giảm. Câu 9 câu B à, Quỳnh Anh chọn đúng rồi. Bạn Xuân Diệu à, mình gửi tin nhắn là gửi tin nhắn cho mọi người luôn nhé. Xuân Diệu Minh Tùng nhé, đừng gửi riêng cho thầy, gửi cho mọi người để cho mọi người đọc được luôn nhé. Xuân Diệu nhá, Quân nữa, gửi tin nhắn cho mọi người á. Rồi câu số 10. Nr2O5 thì hóa trị của R là 5. Lấy 8 trừ 5 bằng 3. Câu B nhá, NRH3. Câu 11. Nguyên tử A có cấu hình ấy chung là 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Vậy thì A 3 trừ nó sẽ nhận thêm 3 ấy chung thành 3p6 nhé. 11 câu D. Hả? Đó, Tường Vi chọn đúng rồi đó. Gửi tới mọi người đi nhé. Tất cả các bạn đều đọc được nhé. Chứ đừng có gửi cho mình thầy. Em thấy bạn Trang trả lời Trang đâu? Châm Chân đâu? Nhi đâu? Rồi Khánh đâu? Trả lời đi chứ. 12. Rồi vừa mới nhắc bạn Trang cho bạn Trang trả lời này. 56 là 6A là XO3 nha. X thì hóa trị 6 đó. Hừ. 13. Chu kỳ 3 nhóm 3A, đây là vị trí vậy suy ra cấu hình ở trong nguyên tử. Chu kỳ 3 có 3 lớp nha. Và nhóm 3A thì 3E lớp ngoài cùng. 13 có B nhá. Rồi phát vào rồi này. Đợi tí xíu. Phát xin và chế phải không phát? Rồi 14. Kim loại mạnh nhất là Cc, phi kim mạnh nhất là clo nhé. 14 là câu D. Nhớ thầy nha. 15. Các nguyên tố trong một chu kỳ thì có đặc điểm nào sau đây? Đặc điểm chung là số lớp ở đây trong nhé. Mười sáu ba b bốn, vậy câu nào sai? Về mình viết ra cấu hình ấy chung của x nha.
x là 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, có 6e nhá. Cho nên nó thuộc nhóm 4a là sai, con này sai. Chọn con đầu tiên luôn đúng không? Phải đọc những câu khác. Rồi mình làm từ 17, 18, 19, 20, 21 đi. Thầy sửa hơi bị nhanh à. Nhanh các bạn lại theo không kịp. Một số bạn làm nhanh thì các bạn sẽ thấy chậm đó. Và đa phần lớp mình thì đa phần là khá đúng không? Đâu phải đa phần là giỏi đâu. Cho nên thầy cứ đi từ từ nhé. Thầy đi chậm một chút. Đó. Thầy chờ các bạn khác. Rồi mình làm đi. Xác định nhóm thì dựa vào số e hóa trị đó nhá. Nhóm A thì xác định dễ rồi. Nhóm A thì mình sẽ dựa vào số e lóc ngoài cùng. Còn nhóm B thì mình hôm bữa thầy cũng cho các bạn ghi rồi, coi trong tập nhá. Coi trong tập cách xác định nhóm nha Khôi. Nhóm thì nếu cho dễ thôi, nhóm nhóm B mới khó nhá. Nhóm B mình dựa vào số e hóa trị. Hoặc mình lên mạng mình gõ là cách xác định số e hóa trị của nhóm B cho nó dễ. Đó, nếu mà trong tập mình không có thì mình lên mạng mình search như vậy nha. Rồi một số bạn tính được 18, 17, 18 rồi này. Còn 17 đây là những nguyên tố kim loại kiềm nhá, nhóm 1A đó thì trên cùng là li ti đúng không? Còn nhớ có thần chú không? Lính nào không rượu cà phê hả? Lính là li ti ở trên cùng đó. Thì li ti bán kính là nhỏ nhất nhá. Trong một nhóm A thì đi trên xuống dưới thì bán kính tăng dần mà. 18 SO3 thì là H2SO4 nhá. Hydroxit của nó tức là axit tương ứng của nó đó. Tiếp nha 19. 3e hóa trị chu kỳ 4. Làm gì? Ghi được không? 19 đây. Giả sử 19 nhá, M này. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Bây giờ mình ghi là 4S1 nhé. Chu kỳ 4. Số E hóa trị. Thì trường hợp này nó có thể là 3D. Bộ này thầy ghi là 4S1 rồi. 4S2 chứ đúng không? 4S2. 3D1. Thì có thể là đây này. Số E hóa trị bằng số E ở lớp ngoài cùng cộng cho số E ở phân lớp D chưa bão hòa. Các bạn thấy không? Số 2 này cộng cho số 1 này thành số 3. À. Nhóm B đó. Đó cái loại chiến tiếp nha, nhóm B đó. Ở đây bạn Khôi hỏi thầy là cách tính, cách xác định nhóm đó của các nguyên tố nhóm B. Các bạn thấy à, ở trong, ở đây 4S là phân lớp ngoài cùng. Ở trong nó có 3D, cho nên nó thuộc nhóm B nha. Và cách xác định số E hóa trị sẽ bằng 2 cộng 1 nhé. Số E ở lớp ngoài cùng cộng cho cái số E trong ở trên phân lớp D sát ngoài cùng. Bằng 3 thì nó thuộc nhóm 3B nhé. 3B và scan đi là 21 nhé. Câu này hơi nâng cao rồi. Nhưng cũng phải ôn.
Rồi câu này mình khó thì mình sửa chậm vô tập đi. Nãy giờ mình có một hai câu khó thôi đó. Một hai câu cần thì các bạn lưu ý thôi, đúng không? À, để sửa tiếp nhé. 21 trong một tuần hoàn số chu kỳ nhỏ là 3 nhé, là 1 2 3. Số chu kỳ 4 là 4 5 6 7 và mình sẽ chọn câu C nhá, 20C. À, bạn Quỳnh Anh hỏi là E hóa trị là gì vậy? Ủa, thì chưa học hả? E hóa trị. Bây giờ hỏi thầy E hóa trị là gì nữa hả? E hóa trị nó là E hóa trị chứ là nó là cái gì? E hóa trị dùng để xác định nhóm, à, xác định vị trí nhóm nha. E hóa trị là E trong khi mà nó tham gia tạo thành liên kết đó. Khi mà nó tham gia trong các phản ứng thì người ta gọi nó là E hóa trị ha. Thì ví dụ như scan đi thì nó có số E hóa trị là 3 đó, có 19 đó. Thì cả ba trong này nó đều tham gia phản ứng nhá. Mình có thể coi lại cái phần E hóa trị nếu mà không học hả? Không học thì bây giờ tự bạn lên mạng mình coi đi nhá. Lên mạng hỏi cách xác định E hóa trị nhá. Mình tự coi lại đi. Rồi câu 21. Câu 21. Các bạn nào tính chưa? Thì chưa thấy bạn nào tự chọn hết. Rồi đã có 21 cho thầy. Tính chất của các nguyên tố và đơn chất cũng như thành phần và tính chất tạo nên từ các nguyên tố đó thì sẽ biến đổi tuần hoàn nhá. Theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nhá. Lúc nào mình cũng phải xét theo chiều tăng của điện tích hạt nhân hả? Tức là chiều trái cho phải hay là chiều từ trên xuống dưới đó. Đúng không? Mình xem cái tính chất ví dụ như là tính kim loại, tính phi kim cũng vậy đúng không? Chiều tăng của điện tích hạt nhân nhá. Từ trái qua phải hay từ trên xuống dưới. Câu 22. 22 có ai chọn được không? 22. Rồi Trang chọn được 22B rồi. Câu 22. Kết luận sau đây đúng trong một nhóm A theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, tức là từ trên xuống dưới đúng không?
Kết luận đúng nha, câu A là sai rồi này ha. Tính 3 giờ thì nó sẽ tính 3 giờ của cái hydroxit thì nó tăng dần, tính axit thì nó giảm dần nha. Nó hơi bị ngược lại đó. Một tính chất mà nó tăng và tính chất ngược lại của nó sẽ giảm ha. Rồi tính kim loại giảm là sai rồi, tính kim loại phải tăng chứ đúng không? Trong một nhóm A mà. Câu C, số electron lớp ngoài cùng giảm dần, sai. Số electron lớp ngoài cùng trong cùng một nhóm thì nó bằng nhau ha. Ví dụ nhóm 7 7A thì nó đều có 7 electron ở lớp ngoài cùng ha. Từ fluor, clo, bro và iốt đó. Vậy độ âm điện giảm là đúng nha. Độ âm điện của các nguyên tố giảm là đúng ha. Ví dụ như clo ở trên cùng thì độ âm điện lớn nhất nha. Clo thì 3,16, nhỏ nhỏ hơn. À, brom nhỏ hơn và iốt thì nhỏ hơn brom nữa nhé. 22 là câu D. Câu này các bạn phải đọc và mình phân tích nhá. Câu này là mức độ vận dụng đó, chứ không phải là thông hiểu ở đâu. Phải biết vận dụng ở đó. Câu 23 câu này dễ này. Cứ cứ thấy vị trí, cứ thấy cấu hình ở trong là mình sẽ thấy dễ rồi hả. Cấu hình electron nguyên tử của X chu kỳ 4 nhóm 3A. Nhóm A là dễ rồi đúng không? Nhóm 3 A mình sẽ dựa vào số E ở lớp ngoài cùng nhá. Vậy là câu 23 là câu C nhá. Đây nè, 4S 4S2, 4P1 này. Nhóm 3 hả? Câu 24. Hai tôi chọn được không? Tết bằng 24. 24 là Chrome, Chrome thì nó đặc biệt chút nhá. Ở đây thì thầy sẽ viết câu hình này trong cho các bạn này. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 là 18 này. 3D để đó, 4S2 là 20 này. Đáng lẽ nó là 3D4 phải không? Nhưng mà nó phải đạt được trạng thái là bán bão hòa nha. Phần này các bạn mình quên thì coi lại cho thầy nha. Vậy ở đây này, 3D4, 4D2 nó sẽ chuyển về dạng này này. Dạng này nó sẽ bền hơn, đó chính là 3D5, 4S1. Nhớ ra nhá. 3D5, 4S1. Vậy thì số E hóa trị các bạn xem thử cho thầy coi bao nhiêu đây. 1 cộng cho 5 là 6. À, chu kỳ 4, nhóm 6B nhá. Thắc mắc thì hỏi ngay nhá. Rồi Quỳnh Anh mình hiểu rồi. Cách xác định số E hóa trị cho Khôi hiểu chưa? Lớp ngoài cùng cộng cho số E phân lớp sắt ngoài cùng phân lớp D á, chưa bão hòa. 1 cộng 5 bằng 6, nhóm 6B nhé. Cứ thấy D ở trong á, thì nó là nhóm B. 24 các bạn chọn được D này. 25 tự tính cho thầy được không? Có cần thầy giải đâu, câu này làm nhiều quá rồi. Ai cần thì nói thầy nhờ để thầy giải nha. 25 đọc đề cho mình tính coi. Các bạn chưa kịp tính đúng không? Tính câu 25 đi nhá. Rồi thầy chỉ lại câu 25 giúp con. Cái này là câu 25 hả? Rồi. Về đây thầy giảng lại nha. Ở trong nhìn đây nha. Nó có hợp chất với lại hydro là NRH. NRH hóa trị 1, mình lấy 8 trừ đi 1 và 7, vậy thì suy ra nó là NR2O7. Đến đây hiểu chưa Nam Khối? Hiểu tại sao nó lại R27 chưa? Không hiểu để thầy giảng lại nè. Được rồi. Rồi vậy thì bây giờ mình
Giờ thầy tiếp nha. Vậy dễ rồi, R27 dễ rồi. R chiếm 58,86, vậy mình suy ra phần trăm của O. Lấy 100% trừ cho số này, 41. Vậy 14% đúng không? Rồi ta có này. 2 nhân R 16 nhân 7 bằng R là bao nhiêu đó? R là 58. 58,86 hả? Chia cho phần trăm của ô là 41,14. Đó. Rồi bấm shift zone tính ra R thôi. Hay mình bấm mình tính làm sao tính ra R cũng được. Này dễ không? Mà muốn tính được các bạn phải viết được công thức oxit cao nhất của R nhá. Sau đó suy ra phần trăm của nguyên tố còn lại. Nếu mà đề bài cho oxy thì suy ra phần trăm của nguyên tố R ha. Còn nếu mà đề bài cho R thì mình sẽ suy ra oxy nhá. Đó là mình lập tỷ lệ 2 nhân R tức là R2O7 đó. Và 2 nhân R thì 2 nhân R chia cho 16 nhân 7 O7 mà. Đó, phần trăm của R chia phần trăm O ha. Chia ra R cái là xong. Rồi bạn Đông tính được câu A này. 80 nhá, bro là 80 nhá, flo là 10 19 nhá. Iốt là 127, flo là 35,5 nhá. R27 thì nó là nhóm halogen là nhóm 7A rồi. Tương tự như vậy làm câu 26. Làm quen mấy câu này đi. Chắc chắn là làm kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra học kỳ ấy, mình sẽ có một câu này nhé. Cái này trọng tâm mà. Chắc chắn luôn nhá, năm nào cũng có. Trách nhiệm mà không tránh khỏi cái câu này đâu. Làm cho thành thục này, đừng để mất điểm câu này nhá. À, 6. Ai tính ra chưa? Có 26. À, 26 bạn đã tính ra có A này. Carbon là bao nhiêu đó? Là 12 nhá. NH4 vậy thì suy ra NRO2 thôi. Nó chỉ 4 này phải suy ra. NRO2 cũng là 4 nhá. NO2 thì oxit cao nhất của nó là oxy là 72,37. Thì mình sẽ có là phần trăm của R lấy 100% trừ đi số này bằng 27,26 đúng không? Của 27,27 nhé. 27% đó. R chia cho 16 nhân 2 bằng 27,27 chia cho 72,73. R bằng 12. Ra câu A nhé. Thôi làm nó 27 đi, làm nhanh, làm nhiều dạng này cho nhanh đi. Cứ vào cái là mình không còn suy nghĩ nữa, mình đặt ví xuống mình làm luôn nhá. Bấm máy ra luôn nhá, cái dạng này phải làm nhanh đi. Thì nhiều câu mà nhiều đề các bạn làm có 40 câu mà 50 phút là nhiều khi các bạn tính câu này mà 5 phút là mình không có kịp làm giờ đâu nha. Kịp giờ thì làm nó đó.
27 ai ra chưa? X3 thì suy ra x. X2O5 đúng không? X2O5. À tiếng là phốt pho đúng không ạ? Sơn Diệu tiếng là phốt pho này. Phốt pho đúng nhá. Câu này các bạn tự tính đi nhá. Đúng y chang như câu hai câu trên. Phải tính xong câu này các bạn ra chơi đi. 7:35 mình vào học tiếp nhá. Thì sửa vài câu cho xong cái đề chương hai này đi. Rồi cho các bạn làm IOTA thì sửa IOTA nhé. Thầy kéo lên câu 28 một con cho kịp coi. Đây, câu 28 đây. Dạ, cảm ơn thầy. Nhà đây sửa 29 nha. Rồi 29 câu C. Để sửa nha. Câu C đúng rồi đó. RO3 hợp chất khí với hydro là RH2 nhé. Vậy thì R chiếm 94,12 thì phần trăm của H bằng 5,80 8 đúng không? Rồi vậy thì R chia cho 2 sẽ bằng 94,12 chia cho 5,88. R bằng 32 nhá. Làm 30 luôn cho thầy. Đó, thì chờ 2 đến 3 phút cho các bạn làm đấy. Cho thầy đi nhanh các bạn, cũng chưa kịp làm, cũng vậy thôi. Làm đấy nhá. Xong rồi mình gọi cho thầy. Ủa thầy bật mic rồi mà. Nghe thầy nói hả? Thôi. Ủa các bạn có khá có nghe thầy nói không? Dạ có. Ủa sao bạn đang thôi? Nói là thầy chưa bật mic thầy ơi là sao? Không hiểu. Rồi, làm 30 đi.
Em sửa nó nhá. Ở vi tính ra câu C trang C này. NRO2 thì NRH4 nhá. NRH4 hydro. Hydro chiếm 25%. R chiếm 75%, vậy thì R chia cho 4 bằng 75 chia cho 25 đúng không? Chia ra R bằng 75 chia 25 bằng 3 này, 3, 4, 12 này đúng không? 12 thì là CH4 nhé. C đúng không đó? Rồi 31 đi. Rồi một câu này cũng dễ này. Viết phương trình ra, tính ra small hydro. Rồi mình tính M lớn nữa nhé. Câu này dễ thôi. Có một câu là như vậy đó. Sửa nha. 4,48 là 0,2 mol. Hóa trị 2 mình gọi A là kim loại cần tìm nha, A cộng HCl. HCl2 cộng cho H2 nhá. 2HCl 0,2 ở đây 0,2. Vậy thì M lớn của A sẽ bằng M nhỏ chia N 11,2 chia cho 0,2. Rồi. Bạn tính ra cho thầy bao nhiêu đó? Bài tính ra chưa? Ra nhiêu? Ra 56 hả? Đáp E nhá. Câu 32 mình không cần tính, mình cũng được chọn được câu A đúng không? Tại vì nhóm 3A mà. Nhóm 3A hóa trị 3 mà đúng không? Đâu cần tính câu này đâu. Để bài cho là cho em magie cho canxi nhóm 2A này. Natri là nhóm 1A này ha. Mình loại luôn là khỏi tính nữa nhá. Không kịp đó thầy nhá, làm câu 33 34 đi.
Rồi 33 có bạn tính A này, kim loại kìm. Ở đây là 0,1. Vậy kim loại kìm sẽ số mol sẽ là 0,2 nhá. 92 chia 0,2 là bao nhiêu đó? 0,2 không ta? Kim loại kìm thì gọi là A đi. Gọi cho H2O. Cho là AOH nha. Gọi cho H2. Phải không ta? Rồi cân bằng đây là 2. Ở đây 2, ở đây 2 hả? Em thử cái này có đúng không nha? Ở đây là 0,2 nhé. 0,4 chứ. 0,4 nè. Vậy thì ở đây 9,2. Nhưng mà lớn của A 9,2 chia cho 0,4 hả? Và tính ra cho thầy nha, bao nhiêu? Dạ, 23. Ừ, 23. Rồi làm bằng cái này luôn nhé. Không phải một, không phải hai này đúng không? Có 34 trong 33 này, 0,278 chứ 0,2 bằng 39 của đây luôn nhé. Tính vậy cho nó nhanh nha. Các bạn là viết phương trình là giống của 33 thì nó lâu hơn, biết tỷ lệ thôi. Số bọn khí là 0,05 này. Đây cũng là 0,05. Kim loại kiềm thổ thế nó lại khác nha. Kiềm thổ hoa chỉ 2 cho nên cộng cho H2O. Tỷ lệ của nó lại khác so với kim loại kiềm nhá. Đó, ở đây 0,05 này 0,05 đó. Tính ra mà lớn của A 2 chia 0,05 40 nhá, câu C. Dạ, 36 các bạn làm đấy nhá.
36 các bạn tính ra được đúng không? Thu được 200 ml là 0,2, 0,2 nhân 0,4 là 0,08 hả? 0,08. Vậy đây là 0,08 đúng không? Tính là 137 đúng không? Nhưng mà lớn là bằng 10,96 chia cho 0,08. 137 hả? Đúng không? Rồi có lại thầy mình con này đi. Có lại 34, 35, 36 nha. Rồi thầy cho bạn 2 phút để mình chuẩn bị làm IOTA nhé. Giờ chương 3 về sau mình sẽ giải nhé. Còn thời gian mình sẽ giải nhé. Giờ làm IOTA nhá. IOTA thì dễ lắm. Thì cho các bạn làm 50 phút luôn nhé. Đến 8 giờ 50 thầy thu bài. Dễ lắm ha. Không có khó như hôm bữa thầy cho đâu. Dạ thầy ơi, hình như em chưa có trong cái group này. Hả? Sao cơ? Hình như em chưa có tài khoản của lớp ở trong đây. À, không cần tài khoản gì đâu nhá. Thầy gửi link cho các bạn làm thôi, không cần tài khoản gì đâu. Thầy chỉ cho các bạn làm 50 phút đi ha. 50 phút nhiều quá không ta? Thôi 50 đi. Bạn nào xong chưa hay là thì nếu mà các bạn xong xong hết thì thầy cũng sẽ sửa thôi nhá. Khỏi giám sát tự động đi. Khi thi xong là các bạn sẽ biết luôn cả đáp án luôn nhé. Thi xong thì mình phải xem lại cho thầy đáp án nhá. Rồi thầy xuất bản. Thầy copy nhé. Thầy gửi vào trong đây. Đợi thầy xíu nhé. À, phần tin nhắn ở đâu? Đây này. À, IOTA có kiểm soát cam hả? Thầy không có cài nhé. Nhưng mà nó kiểm soát được đó. Kiểm soát các bạn phát ra nhập vào bao nhiêu đó. Kiểm soát các bạn bật tắt cái gì đó. Nói chung là các bạn kiểm tra học kỳ thì mình cứ làm theo trường hướng dẫn nhé. Đừng có mở Google, mở cái gì hết. Bắt công các bạn bị trừ điểm hả? Mình cứ làm bình thường thôi. Mình học có học bài rồi mà. Lo gì? Giờ đó vào làm IOTA đi nhá. 50 phút cho rất là dễ. Không khó như hôm bữa đâu.